Đúng rồi. Đội nào dài nhất đây? Đội nào dài nhất? Vâng, xem đội nào dài nhất thì đội đó sẽ chiến thắng trong buổi sáng ngày hôm nay với phần thi. Nên nhớ đội nào bị đứt, đội nào bị đứt thì không tính, đội nào bị đứt không tính. Thắc xuất. Dài chưa? Chúng ta có thể nằm ra. Chúng ta có thể nằm ra cho dài hơn. Chúng ta có thể dùng những vật dụng của mình. Chúng ta có thể nằm ra cho dài hơn, sải tay. Vâng, thoải mái ạ. Vâng. Có rất là nhiều, chúng ta có thể dùng mũ, dùng cái gì của mình. Có cái gì thì dùng cái đấy, nghĩa làm sao. Bây giờ ban trọng tài sẽ đi kiểm tra xem đội nào dài nhất thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Chúng ta có thể nằm ra. Chúng ta có thể nằm ra. Nằm ra. Vâng. Nằm sao cho đội của mình dài nhất có thể.